Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video trên kênh YouTube Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Đỗ Tĩnh có địa chỉ tại đường số 1, làng nghề 1, Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Video của Đỗ Tĩnh thường lên sóng vào lúc 19:30 hàng ngày. Trong video này thì chúng tôi xin được gửi đến mọi người một chiếc tủ góc khảm ốc, một chiếc tủ góc 60 khảm ốc. Và chiếc tủ này được làm bằng chất liệu gỗ gụ. Sau đây xin mời mọi người cùng đi vào đường nét chi tiết. Đây là một chiếc tủ góc 60 mọi người nhé. Một chiếc tủ góc được khảm ốc, khảm liên chi mọi người ạ. Bây giờ mọi người hãy xem ở phía bên ngoài. Đây là phần mà được trang trí deco. Chiếc tủ này được deco đồ sứ rất là đẹp nhé. Mọi người có thể trang trí thêm những cái món đồ gỗ, những cái món đồ gỗ hoặc là những cái vật phẩm trang trí của mọi người. Đấy, ví dụ như là những cái đồ gốm sứ này hoặc là những cái chai rượu này, chai rượu Tây. Mọi người thì thấy là mình sẽ đi từ phần dưới lên. Một đôi cánh khảm sen vịt rất là đẹp, được khảm sạch sẽ. Nhìn thoạt sơ qua thì mọi người có thể thấy được là nước khảm rất là sạch sẽ và trong. Nước khảm ốc này, mọi người nhìn này. Đây là những cái phần mình hạc này thì là những miếng ốc xanh hồng này. Những nguyên liệu đẹp, sạch sẽ, được khảm cắt cũng rất là mịn. Còn bên này thì được khảm những cái sen lọng, những cái bông lá sen và hoa sen, chất liệu cửu khẩu. Nếu mà kỹ hơn nữa, cao cấp hơn nữa thì mọi người có thể sen lọng những nguyên liệu ốc đỏ vào đây. Thì giá thành của sản phẩm nó sẽ cao hơn. Ở phía chân này là, dưới chân này là, nó là chân quỳ mọi người nhé. Chân quỳ hoa lá đấy. Và xoắn ốc trên là những cái chữ thọ. Và xung quanh đây là những cái hoa lá Tây. Mọi người có thể thấy này. Đó. Rất là kỹ lưỡng cho mọi người để chi tiết xem nhé. Đây. Rồi tất cả những cái hạt trấu này đều bằng ốc hết mọi người nhé. Đấy, không pha chai. Đấy. Nếu mà hàng rẻ tiền hơn thì mọi người có thể pha chai vào đây. Thì chi phí sản phẩm nó sẽ thấp hơn. Đấy. Rất là mượt mà. Và tiếp đến là đôi cánh bên này. Đấy, mọi người có thể thấy hình dung là. Rồi trên này mình có một cái ngăn kéo, ngăn kéo mở như thế này. Và khảm một cặp hồng đối, đây là những cái cành hồng đối nhau mọi người nhé. Đây này, mọi người thấy chất liệu ốc xanh, ốc xanh hồng. Bên này thì tiếp tục là một cành hồng. Phần khung thì được khảm những cái dây nho và quả nho mọi người nhé. Những cái phần khảm này thì nó thuộc lối đồ niên chi, những cái tủ khảm niên chi. Rồi đến những cái đường liềm này thì cũng được khảm những cái hạt trấu này, rất là kỹ mọi người nhé. Đường liềm rất nhỏ thôi, đường liềm này đấy 6-7 ni thôi nhưng mà cũng được khảm những cái hạt trấu. Và đây này, rất là kỹ. Đây mọi người xem lại một phần dưới này. Đó. Đây phía trên này thì đang được là phần trưng bày. Và đang được trưng bày 3 cặp. Gồm có, ở đây mình gồm có một cặp chóe sơn thủy này. Trên này có Hồng Kông này. Đấy. Một cặp lọ Hồng Kông cao 30. Và trên này có một cặp lậm. Đấy. Vẽ nghê và phượng. Đó. Đây mình sẽ xem từ phần ngoài mọi người nhé. Đây, ngoài này thì đều được khảm liên chi này. Và những cái phần góc này là những cái hạt trấu này. Xung quanh này thì được làm một cái liễu. Rất là đơn. Nhưng mà lại không làm chắn những cái phần bên trong này. Nó rất là vừa phải, rất là hài hòa mọi người nhé. Đây mọi người thì xem được những cái phần liễu này. Vô cùng là hài hòa này. Đó. Mượt mà đến từng chi tiết luôn. Đó.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem phần bên trong. Rồi. Đó, thấy mọi người thấy không ạ? Sản phẩm thì được làm rất là sạch sẽ, trong trẻo. Đấy. Đấy mọi người ơi. Gỗ lạc thì được chọn lựa và hoàn thiện rất là mỹ miều. Đây, mọi người thì nhìn thấy từ phần dưới này. Đó. Đây mọi người nhá. Ở đây thì mình còn khảm những cái bông hoa mai nhá. Ở bên trong mà cứ bên trong này mở ra. Đấy. Nhìn nó sẽ sáng cái vòng này lên. Phần vân gỗ này được lựa chọn này, và được đặc biệt là được hoàn thiện vô cùng là kỹ lưỡng và cẩn thận. À, khi mà mình hoàn thiện kỹ thì trang trí đồ thì nó rất là sang trọng, sáng sủa và sang trọng. Nhìn nó lịch sự mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy không ạ? Khi mà trang trí đồ nên nhìn nó rất là đẹp. Đó. Mình biết cách gọi là mua được sản phẩm tốt, mình cũng về mình còn biết cách mình trang hoàng, trang trí, bài trí cái sản phẩm đó vào trong nhà mình thì nó lại nên được rất là nhiều cái chân kính cho cái không gian của nhà mình nhá. Mọi người thì thấy được là đây này, phần nãy mình chưa quay phần này, bây giờ mình sẽ quay phần trên cho mọi người nhé. Thì đây tiếp tục là một cành hồng trong cái điển tích của đồ gọi là đồ Tây, thì đây là nó đá những văn hóa của Âu và Á mọi người nhé. Âu và Á thì những cái tủ góc này là những người mà theo làm theo nối của những người người ta là người châu Á nhưng mà sinh sống và làm việc tại châu Âu cách đây khoảng 70 năm cho đến 100 năm, thì nó có những cái kết hợp những cái nối văn hóa mọi người nhé. Nghệ thuật là sáng tạo đúng nề nối là được. Trên này là liễu, là hoa lá Tây rất là dày dặn. Vâng, clip này thì chúng tôi đã giới thiệu xong, cơ sở đồ gỗ Tô Tịnh đã giới thiệu xong một cái tủ góc rất là đẹp mọi người nhé. Mọi người cần tư vấn gì thì có thể liên hệ đến số hotline 0948 777798 và 0938 515171. Mọi người có thể truy cập vào website dotinh.com để xem thêm rất là nhiều những cái sản phẩm khác, những cái tác phẩm mà chúng tôi đã chế tác cho khách hàng từ rất là nhiều năm nay nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip sau. Xin chào.